Cần Giờ không chỉ được biết đến là một điểm vui chơi giải trí trong lành hiếm hoi của thành phố, mà vùng đất này còn có diện tích dừa nước mọc tự nhiên rộng lớn với khoảng 900 hectare. Những hàng dừa nước soi mình bên dòng kênh, con rạch hay lớn lên trong những vùng sình lầy đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cũng chính vì lẽ đó, từ lâu dừa nước luôn có mặt trong cuộc sống của người dân nơi đây. Mọi bộ phận đều có thể sử dụng, chẳng hạn như lá dừa dùng để làm mái nhà, gói bánh. Cơm từ trái dừa dùng để làm nước như một thứ thức uống giải nhiệt dân dã. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác bên dưới những tán lá dừa xanh mướt này. Tiềm năng cũng như tài nguyên bản địa Cần Giờ cũng chưa được khai thác. Đây là cái dừa nước còn vô giá trị, nó còn vô cùng to lớn. Thì mình muốn đem những cái kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm của mình đem về lại phục vụ cho cái quê hương Cần Giờ của mình. Đó là câu chuyện khởi nghiệp của bạn Phan Minh Tiến, một chàng trai 9X tốt nghiệp chuyên ngành hóa học trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với các sản phẩm mật dừa nước ông Sáu. Mọi thứ đến với Tiến như một cơ duyên. Khi đang tìm lời giải cho bài toán làm sao để bảo quản cơm dừa thì Tiến lại phát hiện thì ra ở cuống dừa có mật chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á của chúng mình á, thì người ta đã biết cách lấy được cái mật dừa nước để người ta khai thác ra thành những cái sản phẩm có giá trị khác, ví dụ giống như là giấm nè, rượu nè, hoặc là đường từ cái cây dừa nước này. Điều này lại càng thôi thúc Tiến tiếp tục đào sâu tìm hiểu, và trong quá trình nghiên cứu, Tiến biết được yếu tố quan trọng để có thể thu được nhiều mật, đó là kỹ thuật massage cuống dừa và cách tìm lựa cuống dừa đúng thời điểm. Để mà nhìn được một cái buồng dừa có thể massage được hay không á, thì bên mình đã xây dựng được một cái quy chuẩn để mà giúp cho các anh công nhân á, khi mà trong quá trình đi tìm kiếm các buồng dừa á, cho nó phù hợp, thì nó phù hợp với lại kích thước với bên mình. Thì khi mà cái buồng dừa đáp ứng được cái kích thước, cái tiêu chuẩn của bên mình rồi, thì lúc đó các anh sẽ tiến hành chăm sóc massage nó đều đặn hàng ngày đó, để khi mà cái buồng dừa lớn đáp ứng để thời điểm mà thu hoạch được mật á, các anh sau đó anh chặt cái buồng dừa ra, các anh vẫn lấy được cái cơm dừa nước, rồi sau đó vẫn thu được cái mật dừa nước. Thì tí nữa đây lát Tiến sẽ dắt Thư đi gặp các anh để thấy được các anh cái cụ thể anh chăm sóc cho cái cuống dừa như thế nào, thì nó sẽ thấy hay hơn nữa. Vậy giờ mình đi luôn nha. Tất nhiên rồi, bây giờ mình sẽ đi luôn nha. Giới thiệu với Thư, đây là chỗ anh Nhân, anh đang trong quá trình anh chuẩn bị anh thu hoạch cái buồng dừa á, anh bắt đầu anh đang chuẩn bị là chặt cái buồng dừa ra để anh bắt đầu cái công đoạn lấy mật của mình nè. Sau khi chặt quài dừa, nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy có những giọt mật nhiễu xuống. Lúc này anh Nhân sẽ dùng gùi tự chế dần ở cuống dừa. Tiến gõ cứ như thế đều đặn hai buổi sáng tối. Trong vòng khoảng một tháng như vậy thì nó sẽ ra nước thôi. Chờ đến ngày nó kích thích được những sợi chỉ ở trong, nó sẽ chảy nước. Cái này nó cũng dễ, ai cũng đều làm được hết á. Anh Nhân là một trong những nông dân trong vùng được Tiến chuyển giao kỹ thuật và sát cánh hỗ trợ Tiến từ những ngày đầu. Mỗi buổi sáng, những bao mực dừa tươi đầy nước sẽ được chuyển về xưởng để thanh trùng và đưa vào máy chế biến, cô đặc trong 6 tiếng. Cứ 10 lít mật dừa tự nhiên thì thu được 1 lít mật cô đặc. Mật dừa lấy trực tiếp từ cuống có vị ngọt mát, nhạt hơn dừa xiêm một chút, thỉnh thoảng sẽ có vị mặn tùy theo con nước. Hàng ngày, lượng mật dừa thu được rơi vào khoảng 3.000 lít trên 3 hectare. Nhờ vào kỹ thuật ngày một cải tiến, hiện tại Tiến đã đưa ra thị trường 3 dòng sản phẩm mật dừa nước. Sản phẩm đầu tiên đó là mật dừa nước dạng tinh chất. Thì cái loại này có thể là chỉ cần mình mở nắp ra mình có thể uống liền. Thì theo những cái kết quả phân tích của công ty thì trong cái mật dừa nước có chứa rất nhiều cái acid amin, những như cái muối khoáng, vi khoáng và những hàm lượng chất dinh dưỡng, vitamin. Thì khi mà cái cơ thể mệt mỏi cần bù nước, bù điện giải, vận động mệt đó, thì uống vô cảm thấy cái tinh thần là được rất là khỏe, bù năng lượng ngay tức thời, rất là phù hợp cho những người thường xuyên vận động, dân văn phòng. Thì đây là một sản phẩm. Còn cái sản phẩm thứ hai nữa, đây là một dạng mật dừa nước cũng dạng tinh chất nhưng mà tiện dụng. Thì mình mỗi lần mình có thể dùng một muỗng nhỏ
mình có thể pha ra được với lại một ly nước tương đương như thế này và mình bỏ đá thì uống vẫn còn cái hương vị dừa nước đặc trưng rất là nhiều, và trong đây trong cái này nó vẫn còn giữ lại được cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là nhiều đó. Thì những cái mình di chuyển xa mình có thể mua cái loại này mình sử dụng cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra cái sản phẩm cuối cùng mà công ty có đó là chính là loại mật dừa nước cô đặc. Thì loại này mật dừa nước cô đặc mình có thể là một loại chất tạo ngọt tự nhiên, có thể là thay thế được cho đường và cho mật ong, rất là tiện dụng cho các bà nội trợ trong cái công việc mà chế biến các món ăn hay là nấu bánh, làm bánh, pha chế các món thức uống. Chai nước này mình đang đưa ra thị trường là 30.000 một chai. Còn cái những cái hộp nhỏ như này, bốn trong đây có bốn vụ nhỏ thì đó là 60.000 một hộp. Cũng như là trong một hộp cô đặc này thì đó là 120.000 một hộp. Với mật dừa nước nguyên chất có thể bảo quản trong tủ lạnh 10 ngày, còn hai dòng sản phẩm mật dừa cô đặc thì dùng trong khoảng 3 đến 6 tháng. Theo Tiến, tất cả đều dùng nguyên liệu tự nhiên và không có chất phụ gia trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm mật dừa nước ông Sáu cũng đã được kiểm nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và cho các thông số phù hợp với người tiểu đường, ăn chay, ăn kiêng. Nhìn vào những thành quả này, chúng tôi đều mang chung một thắc mắc: liệu những ngày đầu khởi nghiệp của Tiến có được suôn sẻ? Gặp rất là nhiều khó khăn. Thật ra là khó khăn thứ nhất là về kỹ thuật, có nghĩa là cái cách để mà lấy ra được mật dừa nước. Tại vì trước giờ thì cái này cũng là một cái đơn vị mình cũng là tiên phong để khai thác này, nên cũng nhiều cái tài liệu Việt Nam thì cũng chưa đề cập tới cái kỹ thuật khai thác này. Cái khó khăn thứ hai nữa là về thị trường, có nghĩa là khách hàng, người tiêu dùng thì cũng chưa có biết nhiều về cái mặt hàng, cái tên sản phẩm đó là mật dừa nước. Thì cái khó khăn đó là làm sao giới thiệu được cái khách hàng, giới thiệu đến tay người tiêu dùng được những cái giá trị, những cái công dụng của sản phẩm, những cái khó khăn về khi đưa ra thị trường. Có lẽ hình ảnh những rặng dừa nước luôn in đậm trong ký ức ngày nhỏ, cùng với sự am hiểu về máy móc, thiết bị để biến những sản phẩm nông nghiệp thuần túy thành những sản phẩm có giá trị cao hơn, đã thổi bùng khát khao xây dựng nên một chuỗi giá trị cho cây dừa nước trong chàng kỹ sư Phan Minh Tiến. Cũng chính đó là tiền đề, là động lực để Tiến vượt qua khó khăn, để Tiến dám từ bỏ công việc với thu nhập cao, dám hy sinh cho con đường khởi nghiệp nông nghiệp đầy chông chênh. Mình nghĩ, ủa, sao kỳ hồi xưa tới giờ là từ cha mẹ mình tới giờ chưa có ai làm được ra cái nước mặt dừa nước này. Ủa mà làm sao mà nó làm được? Thì nó nói nó được, thì thôi giờ con cái nó đam mê quá thì giờ mình cũng ủng hộ cho con cái nó làm cái này. Đến nay mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Với anh Nhân, massage cuốn dừa đã trở thành công việc thường nhật của anh. Từ ngày làm thêm cái công việc dừa nước này thì nó có cái mức lương hàng tháng và có cái mức lương thu nhập để trang trải cho gia đình nhiều hơn. Còn với Tiến, những tín hiệu đáng mừng từ thị trường, sự công nhận từ các chuyên gia ở cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2019 khi về đích ở vị trí thứ hai, cũng như sự hỗ trợ không nhỏ từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA lại càng tạo cho Tiến sức mạnh và niềm tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn một cách chậm rãi mà vững chắc. Mong muốn cái kỳ vọng của dự án khởi nghiệp này, thứ nhất là đem lại được nhiều cái cơ hội việc làm hơn cho bà con nông dân cũng như các thanh niên nông thôn. Thì tại vì bây giờ là cái việc mà nuôi tôm hay là ở huyện Cần Giờ hay là các thanh niên thì đa phần là lên trên Sài Gòn, lên những cái khu công nghiệp, khu chế xuất để làm việc. Thì mình mong muốn tạo được những cái cơ hội việc làm có thu nhập ổn định và khá cho chính các thanh niên tại địa phương, có thể làm được, kinh doanh được cái công việc, thực hiện được công việc này trên chính cái quê hương. Cái thứ hai nữa mà muốn gửi gắm đó là giá trị về bảo vệ cái môi trường sống. Tại vì cái giờ hiện tại bây giờ cái dừa nước đang có cái xu hướng bị phá bỏ rất là nhiều. Thì mình mong muốn là đem lại nâng cao được cái giá trị cho cây dừa nước để giúp cho bà con nông dân cố gắng gìn giữ cây dừa nước nhiều hơn, cố gắng trồng cây dừa nước nhiều hơn để mà bảo vệ được cái hệ sinh thái ven sông cũng như chống sạt lở xói mòn ven sông. Cái tên mật dừa nước ông Sáu chính là niềm mong mỏi, sự gửi gắm của Tiến về một thương hiệu mang đậm bản sắc Cần Giờ quê hương. Như mọi ngày, Tiến lại tất bật chuẩn bị giao những sản phẩm mật dừa nước ông Sáu đến tay người tiêu dùng.